Chào, vừa rồi mình với chị đã đi Hà Giang 3 ngày 2 đêm và có rất nhiều anh chị cũng như bạn bè hỏi về chuyến đi nên mình làm clip này để nói rõ hơn cho mọi người nha. Đầu tiên là mình bay từ Sài Gòn ra Hà Nội chuyến 7 giờ tối, đến nơi là khoảng 10 rưỡi. Mình đã đặt trước xe Quang Giang nên xe đón mình ở ngã tư Nội Bài và lên đến Hà Giang là khoảng 3 giờ rưỡi sáng. 7 giờ có anh tài xế là anh Tự đến đón hai chị em đi. Sau khi check in cột mốc số 0 thì chị em mình đi ăn phở Tráng Kiềm. Vị cũng bình thường thôi nhưng mà được cái rau tươi. Hành trình ngày đầu tiên là đi từ thành phố Hà Giang đến thị trấn Yên Minh, rồi sau đó đến Đồng Văn. Xe này là chị mình thuê cho nên là mang vali to không vấn đề. Còn nếu mọi người đi xe máy thì hạn chế mang vali, tại vì phải chở theo vali to đi đường xa thì không có tiện chút nào. Với lại mấy ngày mình đi bị mưa cho nên là đi xe ô tô thì vẫn đỡ hơn là đi xe máy. Mới đầu cũng tính đi xe máy rồi đó, nhưng mà hên là nghe lời chị cho nên là không có bị dính mưa. Nhưng mà ngược lại thì bị say xe nha. Khúc này là mình tới núi Đôi rồi nè. Trời mưa nên là mây giăng kín luôn, không thấy núi Đôi đâu hết á. Hôm quay về thì trời hết mưa cho nên là mình có ghé vào chụp hình nè. Trên đường đi thì có rất nhiều cảnh đẹp cho nên là thích chỗ nào thì mình dừng chỗ đó. Chỗ này cũng là một chỗ trên đường đi thấy đẹp nên dừng lại nè. Hên là đến đây là bớt mưa rồi. Tiếp tục hành trình mình đến dốc Thẩm Mã. Chỗ này ngày xưa là nơi để thử ngựa. Con ngựa nào mà vượt qua được cái dốc này á là ngựa khỏe. Cái này là nghe bác tài kể thôi nha mọi người. Ở chỗ này có bé bánh bao nổi tiếng trên mạng nè. Ở đây tập trung rất là đông các bạn nhỏ cõng gùi hoa trên lưng. Đến đây thì mình có thuê một giỏ hoa để chụp hình, giá là 10.000. Sau khi tham quan chụp hình đã đời thì lại đi tiếp. Vì ngày đầu tiên sẽ di chuyển khá xa nên mình tranh thủ, với lại trời cũng mưa cho nên là mình sợ dầm mưa lâu mình bị bệnh á. Tiếp tục cung đường khám phá Hà Giang là nhà quay phim Chuyện Của Bao nha. Trước khi vào tham quan thì chị em mình ăn trưa ở cơm nhà Bao, đối diện cổng vào luôn á. Cơm ở đây thì có món lợn bản nướng rất là ngon, rau xào cũng ngon. Có món gà đen là mình không thích tại vì nó bị dai á, không hợp với mấy người răng yếu yếu mình. Ăn xong thì lội bộ qua bên nhà của Bao. Trước cổng vào thì có mấy bé thổi sáo rất là hay. Hai bên đường vào thì người ta trồng tam giác mạch rất là nhiều. Mình có thể chụp hình thoải mái, không mất phí. Còn vé vào cổng là 10.000 một người. Sau khi tham quan nhà của Bao xong thì mình di chuyển đến nhà Vương. Cái nhà này là nhà của vua Mèo ngày xưa. Hôm mình đi cuối tuần cho nên là đông kinh khủng luôn. Tất cả các địa điểm đều đông nha. Nên lời khuyên cho mọi người là nếu mà có đi á, nếu có thể thì đi ngày trong tuần sẽ đỡ đông hơn. Tham quan nhà Vương xong thì mình đến Đồng Văn nhận phòng ở homestay đã đặt trước và nghỉ ngơi. Chỗ mình ở là Vàng Hao Homestay nha, giá là 300.000 một đêm, phòng 2 người. Đây là cái view từ phòng nhìn ra nè.
tối ở đây thì có lẩu gà đen nha. Xác nhận là gà đen ở đây ngon nha. Rau ăn lẩu đây cũng là có cải mèo, nấm với lại rau đậu Hà Lan. Nồi lẩu này dành cho 3 người ăn mà ta nói siêu nhiều topping luôn, ăn không có hết. Ăn xong thì phố cũng lên đèn, chị em thì lên đồ ra phố. Buổi tối ở phố cổ Đồng Văn cũng không có gì đặc sắc nha. Mình thấy hơi buồn, dạo một vòng rồi thì ghé vô tiệm Thắng Dền ăn chén cho nó ấm bụng. Thực ra nghe Thắng Dền nó lạ lạ nên mình mới ăn thử, chứ nó giống như bánh trôi nước mini mà không có nhân vậy. Ăn xong rồi về ngủ, may đi tiếp ngày 2 nha. Sáng ngày thứ 2, 7 giờ mình dậy đi ăn bánh cuốn nóng. Vì cái chỗ bánh cuốn nổi tiếng ở Hà Giang á, thì nó đông quá, cho nên là anh tài xế chở hai chị em xuống chỗ này. Kiểu như là ở đây người ta ăn bánh cuốn có một tô nước lèo nè, có một cây chả rồi cho thêm hành với ngò. Ngoài ra thì ở trên bàn còn có thêm cái bắp cải mà người ta trộn sẵn giống như gỏi vậy á. Ăn cũng cuốn cuốn. Nhưng mà cái nước lèo này thấy nó nhạt lắm nha. Ba người ăn hết cỡ 120 á. Lịch trình ngày thứ hai là mình sẽ đến cột cờ Lũng Cú, sau đó là đi đến sông Nho Quế và về lại Mèo Vạc, Bả Vi. Trên đường đi thì mình có thấy đoàn hoa tam giác mạch cho nên là ghé vô liền. Cái này là người ta trồng xong rồi để cho mọi người tham quan chụp hình á. Như mọi người thấy thì một bên nó đã lớn mà một bên nó còn xanh á. Mà nói chung là nhiêu đó cũng đủ đẹp rồi. Hoa thì rất đẹp nhưng mà mùi thì không có thơm đâu nha. Còn cảnh quan ở đây thì quá hùng vĩ rồi. Đi cái chỗ nào cũng thấy nó đẹp hết á. Nhưng mà bị xu cái là bữa mình đi trời mưa cho nên là sình lầy khắp nơi á. Nếu như mà anh chị hay là bạn nào mà có đi á thì nên chọn lựa ngày thật là kỹ, bữa nào trời quang mây tạnh rồi đi cho nó đẹp nha. Bây giờ đang trên đường đi lên Lũng Cú. Đi giữa đường thì có một cánh đồng hoa tam giác mạch nên mình sẽ ghé vào đây. 10k một bạn. 10k một bạn, 10k một bạn. Chụp hình xong rồi thì hai chị em lại lên đường đi Lũng Cú nè. Trên đường đi thì gặp mấy em bò này, trời ơi, đi tùm lum giữa đường hết mà không có người đuổi. Đường trời mưa cho nên là sương mù rất là nhiều luôn. Đi kiểu này thì rất là nguy hiểm, nhất là những cái bạn mà đi xe máy á. Nhưng mà nếu mà có cơ hội trở lại đây một lần nữa, đi một lần nữa thì chắc chắn mình sẽ đi xe máy. Tại vì mình cảm thấy đi xe máy nó đã hơn. Bởi vì đi ô tô cho nên là mình không thể nào đi xe lên trên cột cờ được, mà mình phải mua một cái vé xe điện từ ở dưới để chở mình lên trên. Đến chân cột cờ là còn phải leo lên nữa nha. Lên trên này ngắm cảnh thì cực kỳ là đẹp, vừa có núi vừa có đồng lúa. Sau khi tham quan cột cờ thì mình với chị đi đèo Mã Pì Lèng, một trong tứ đại đỉnh đèo của Việt Nam. Và ngay sau đây là một trải nghiệm rất là tuyệt vời trong cuộc đời của mình. Đẹp lắm. Quá đẹp luôn. Đây là chú này đang chở đi lên dốc. Đi lên mỏm đá. Mỏm đá Thầy Thầy. Dạ. Mỏm đá Cú Đơ. Dạ. Này, hai bên đường là hoa dại nó mọc nè. Ui, có cái hang nữa. Cái hang này con điện à. Đây là đường đi lên mỏm đá tử thần, mình thuê người chở lên với giá là 50.000 cả đi cả về cho một người. Đường này một bên là núi, một bên là vực. Phải nói chỗ này là nơi ngắm đèo đẹp nhất trước giờ mà mình từng đi. Hồi đó mình có đi Ô Quy Hồ rồi. Ô Quy Hồ thì ở bên Sapa, nhưng mà cái đường thì nó kiểu nó đường lớn á, cho nên là không có sợ như là cái đường này. Đi cái đường này thì có cảm giác là vừa sợ mà vừa đã nha mọi người. Đến đây thì mình phải leo lên trên mỏm đá nữa, nhưng mà xu cái là bữa đó mặc váy nên mình không có leo. Với lại trời mưa nên đá trơn lắm, tốt nhất khỏi leo cho an toàn. Với lại lúc mình lên tới đây, cái anh kia ảnh kể là lúc trước ở đây có một cái người bị té xong rồi bị gãy tay gãy chân gì đó. Mình nghe cũng rén quá nên thôi. Sau khi ngắm cảnh đã rồi thì mình di chuyển đến sông Nho Quế.
Trên đường đi thì có rất là nhiều cảnh đẹp. Bạn có thể kêu bác tài dừng bất cứ chỗ nào mà bạn thích để bạn chụp hình. Cái này là đang đi trên đèo Mã Pì Lèng nè. Thực sự là cảnh ở Hà Giang rất là hùng vĩ. Mọi người phải đến đây đi và cảm nhận thì mới thấy được hết cái vẻ đẹp của nó. Chứ mà nhìn qua màn hình như vậy á, thì nó cũng không có đã bằng. Có điều là đi đường đèo, cho nên là mọi người nhớ chuẩn bị sức khỏe tốt. Chứ như mình là say xe cả 3 ngày đi chơi luôn, rất là mệt. Đến điểm này là đã thấy được sông Nho Quế ở phía dưới rồi. Chỗ này có quán cà phê panorama người ta làm ra để mình dừng lại chụp hình á. Nhưng mà nếu các bạn không dừng cũng không sao. Còn nếu như mà vào quán là vé 30.000 một người. Nếu mua nước luôn là 60.000 một người nha. Sông Nho Quế và hẻm vực Tu Sản là nơi không thể bỏ qua khi mà đến Hà Giang. Bởi vì nó rất đẹp. Mình rất hên khi mà hôm mình đi thì sông không có nước đục mà là nước xanh. Nước xanh màu ngọc bích cực kỳ là ảo luôn. Vé đi thuyền là 120.000 một người. Thời gian đi ra rồi lại đi vào là khoảng chừng 2 tiếng á. Đi xong thì cũng chiều rồi, cho nên là mình về Mèo Vạc nghỉ ngơi. Mình thuê homestay ở khu Bả Vi vì khung cảnh ở đây rất là đẹp, rất là thơ mộng. Một phòng thì có giá là 550. Mình thuê ở xúa vườn homestay á. Đây là đường đi vào khu Bả Vi nè, có khu ABC. Ở trong này có nhiều homestay lắm. Đến nơi nhận phòng xong rồi tắm rửa nghỉ một lát rồi hai chị em đi ra vòng vòng. Đây là cái phòng mình thuê nè, trang trí kiểu người dân tộc Mông á. Còn đây là view ở bên ngoài. Dạo một vòng thấy ít chỗ bán đồ lắm. Có chỗ này là bán đồ nướng, nên là chị em ghé vô ăn mấy cây cho nó vui vui. Ở chỗ này bán thịt cuốn cải mèo, xúc xích nướng, chân gà nướng, rồi thịt nướng, rồi chấm với cái sốt kiểu gì không biết nữa, nên nó là lạ. Còn bạn này tên là Đô La nè, nhìn bạn mắc cười lắm. Cái này là ảnh đang ngồi, ảnh xin mình ăn. Đây là chị cho thử rượu ngô men lá đặc sản Cao Nguyên Đá. Này anh rót đi anh. Không. Em không muốn. Muốn là muốn nhá. Ở đây buổi tối có cơm lẩu với đồ nướng, nhưng mà mình không biết cho nên là mình đặt cơm. Mình thấy món mèn mén nó lạ lạ nên cũng ăn thử. Cái món này kết cấu nó giống bánh in vậy đó, khô rang à. Mà nó nhạt chứ không có ngọt như là bánh in. Còn cái này là view phòng của mình nè. Khu này thì cái view bá cháy bỏ chét. Sáng ngủ dậy nhìn ra cửa sổ như một bức tranh. Hôm nay thì ngày thứ 3 rồi, ngủ dậy mình không đi cua chữ M hay là du già nữa. Tại vì đường trời mưa đi rất là ghê. Sáng hôm nay mình trở về Đồng Văn. Hôm nay mình đi chủ nhật cho nên là có chợ phiên ở Đồng Văn với lại Mèo Vạc. Nhưng mà đến Mèo Vạc nữa thì nó hơi ngược đường, cho nên là mình quay lại Đồng Văn để đi chợ phiên. Bác tài của mình nói là hôm nào mà có chợ phiên á, là những người dân tộc người ta sẽ đi đến đây mang những cái đồ mà người ta có, ví dụ như là heo, gà, lợn quế gì đó tới bán, sau đó là lấy tiền rồi mua những cái thứ cần thiết. Thank you.
chỗ này là khu vực bán chó. Ở đây bán cái bánh chiên này rất là nhiều. Cái này là lạp xưởng, ở đây người ta gọi là lạp sườn. Nhưng mà ăn thì nó hơi khác lạp xưởng nha, tại vì nó có mùi rượu rất là nhiều luôn á. Còn cái này là đặc sản ở đây, thịt trâu gác bếp. Trong này là khu ăn uống, đa số là phở không à. Tham quan xong khu này thì chị em mình đi về. Trên đường về thì có ghé quán này ăn cơm, có món cá suối chiên rất là ngon. Như vậy là kết thúc chuyến đi Hà Giang. Cảm ơn mọi người đã xem tới đây nha.